Cúp bóng đá Liên châu Á AFC Ấn Độ 2022 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Chhatrapati, thành phố Pune, Ấn Độ, nơi chúng ta đang chuẩn bị theo dõi trận bán kết 1 giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022, trận đấu giữa hai đội tuyển Hàn Quốc và Philippines. Đây sẽ là đội hình xuất phát của huấn luyện viên Colin Bell. Chơi cao nhất trong đội hình của Hàn Quốc sẽ vẫn là tiền đạo mang áo số 11 Cho Yuri. Ngày hôm nay thì không giống như trận tứ kết với đội tuyển Australia. Hàn Quốc sẽ chơi với một đội hình cân bằng hơn, cởi mở hơn một chút. Trọng tài Panja Chajanit, người Thái Lan, sẽ là trọng tài chính cho trận bán kết 1 giữa Hàn Quốc và Philippines. Philippines đã thể hiện một sự tiến bộ rất lớn. Sự lựa chọn của huấn luyện viên Stasic cũng là sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đối thủ là Thái Lan để tạo lợi thế cho mình. Còn trận bán kết 1 giữa Hàn Quốc và Philippines đã được bắt đầu. Đánh đầu khá nguy hiểm, tỷ số là 1-0 cho Hàn Quốc. Phút thứ 4, một cú đánh đầu vào góc gần và có vẻ như là thủ thành Olivia Alexandra cũng đã phần nào đó bị bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống đánh đầu của đội tuyển Hàn Quốc. Một pha phối hợp dàn xếp đá phạt rất tốt của các học trò huấn luyện viên Colin Bell. Và đường bóng vào là rất khó chịu, không được. Dứt điểm. Bóng đi hơi cao. Phải nhồi bóng vào khu cấm địa. Đánh đầu. Bóng đá đi chệch cột trong gang tấc. Một tình huống tưởng như sẽ không có nguy hiểm. Nhưng đã có một cơ hội dành cho Philippines. Pha chạm bóng là của một cầu thủ bên phía Hàn Quốc. Tình huống chạm bóng là của Lee Young-ju. Pha đi bóng của Cho Soo-yoon. Tỷ số là 2-0. Phút thứ 34 của trận đấu. Lại là một tình huống ghi bàn có phần tương đối dễ dàng dành cho các cô gái Hàn Quốc. Một pha đi bóng rất dũng mãnh ở bên phía cánh trái. Và sau đó là một cú vẩy má ngoài cực kỳ thuận lợi. Công việc còn lại ở phía trong của Son Hwa-yoon là rất đơn giản. Đường chuyền của Lee Kyu-min rất tốt. Nhưng đáng tiếc không có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau nỗ lực dứt điểm của Choi Yuri. Một cú tâng bóng qua đầu của thủ môn Olivia Alexandra McDaniel. Nhưng đáng tiếc là sau đó bóng đã đi ra phía bên ngoài chứ không phải là hướng vào khung thành của Philippines. Là một tỷ lệ kiểm soát bóng cực kỳ cao của đội tuyển nữ Hàn Quốc. Dứt điểm, không vào. Bóng đi trúng vị trí của Olivia. Cú dứt điểm ngay trong khu cấm địa của Son Hwa-yoon. Nhưng nó không đủ hiểm để có thể đánh bại được Olivia McDaniel.
Không có tiếng còi nào của trọng tài người Thái Lan Chazanit. Một cú dứt điểm từ xa. Vẫn là các cô gái Hàn Quốc. Không được. Tình huống có phần lỗi trong bàn thua đầu tiên ở cú đánh đầu của Cho So Hyun. Thì cho tới lúc này, dù đã để thủng lưới thêm một lần nữa, nhưng thủ thành Olivia McDaniel vẫn đang chơi khá tốt. Nỗ lực dứt điểm không được, quá nhẹ. Có rất ít những cơ hội để tiếp cận với khung thành của đội tuyển Hàn Quốc. Cho tới lúc này, những cú dứt điểm của các cô gái Philippines tỏ ra quá đơn giản. Những cầu thủ nhập tịch có mong muốn được trở về quê nhà thi đấu. Cơ hội dành cho đội tuyển nữ Hàn Quốc không vào. Trở lại với sân Ship Chhatrapati. Đây đã là những phút cuối của trận bán kết 1 giữa Hàn Quốc và Philippines. Vẫn đang là tỷ số 2-0. Nhưng về phía đội bóng của xứ sở Kim Chi, khá nguy hiểm. Và kể cả trong trận đấu ngày hôm nay với đội tuyển nữ Hàn Quốc thất bại, nhưng đội tuyển nữ Philippines vẫn thể hiện được một tinh thần đầy quyết tâm. Và tiếng còi kết thúc cũng đã vang lên. Một chiến thắng xứng đáng dành cho đội tuyển nữ Hàn Quốc. Và họ đã ghi tên mình vào trận chung kết của AFC Women Asian Cup 2022. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Colin Bell sẽ là một trong hai đội bóng Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.